Hello, chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh của mình. Thì hôm nay CJ tiếp tục tựa game Call of Duty Modern Warfare Remaster phần 2. Thì ở tập trước thì Nga nó đã chính thức hiểu lầm mình và cho quân đổ bộ qua bên Mỹ luôn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ bị xâm chiếm trong chiến tranh hiện đại. Hình như trong quá khứ cũng chưa bao giờ bị đúng không? Đúng rồi, chưa bao giờ mà. Trong quá khứ Mỹ chưa bao giờ bị quốc gia nào xâm chiếm à. Có những cái năm mà mới lập quốc thì tụi Tây Ban Nha, tụi Anh, tụi gì đó, tụi nó qua, tụi nó chiếm thì đó, cái đó thì không nói. Mà từ lúc mà nhà nước hiện đại của Mỹ được thành lập á thì chưa bao giờ. À, đúng là game này ảo thật đấy. Ảo ma Canada luôn. Sir, the militia's closing in. Almost 200 of them, front and back. We're gonna have to fight our way to the LZ. Let's go. Ôi trời. Streets will take care of them. Works for me. Cái chỗ này là cái chỗ mình chơi tiếp cái nhiệm vụ mà ở mấy tập cái tập mà bắt cái thằng buôn vũ khí gì manh mối gì á. Rớt xuống đây nè. Bây giờ rồi mình gọi trực thăng tới. Nhưng mà đó là mình chơi tiếp tục luôn á. Cái què vậy? Ôi trời mẹ ơi. Cái quần què vậy mới vô game. Mê. Vãi cả lồn thật sự. Ok, lại nè mẹ đây. Easy. Sao đổi súng mà mình nhớ mình cầm khẩu khác mà sao giờ cầm khẩu này rồi. Bình tĩnh mình đánh mày. Nhiệm vụ là gì? À, mình sẽ hỗ trợ thằng Machovic này. Ủa tại sao lại hỗ trợ Machovic ta? Có shop đúng không? Ủa không có shop hả? Ủa mình là đội khác hả? Có God nè. Ủa mình cứ tưởng đội này là đội Task Force 141 chứ. Không phải hả? Tại Task Force 141 phải có shop rồi Captain Price này nọ chứ. Vậy mình chính là thằng Roach chứ không phải là shop. Camo. Mày xuống đây. Nó chết rồi. Chùa quá, bắn thốn quá. Bình tĩnh, đợi hồi máu đã. Đâu mày đâu, đưa cái đầu lên. Ôi là trời. Bắn gì thốn vậy? Đưa cái đầu mày lên. Đây. Trên nóc nhạc đi chưa? Bình tĩnh. Khoan. Trời. Hết giờ mà cứ tưởng clear rồi chứ. Nó nằm ở hàng gì mình không thấy nó. Kì. Cái anh Tài bắt đầu lộ diện rồi đó. Ok. Kì, cái anh Tài bắn lén nè. Mấy này mệt nhất là mấy thằng đứng trên nóc nhà các bạn. Bắn không có được. Cái quần què vậy. Đấy, easy. Ô, trời. Bình tĩnh. Để coi có súng không? Mình hết súng rồi. Rồi lắp bắn mạnh mẽ gì? Ô, bắn đạn dài luôn. Để thử coi. Ô, cũng phê phết nha. Bắn cũng vui. Rồi lắp bắn auto luôn. Không có chế độ từng viên hả? Easy. Đưa cái đầu mày lên. Ồ má, súng lục mà cầm 256 viên đạn. Đúng là chỉ có game thôi ngoài đời. Đúng ngoài đời sao cầm.
Để easy, mới cầm súng lục không thấy cầm khẩu SMG. Ôi mẹ ơi, bắn rác quá. Cái gì vậy? Bắn rác quá, bắn rác quá. Má sấy đã thật. Lên đây đúng không? Easy. Qua đây, qua đây. Em trai nào? Em trai nào nữa? Còn... đâu nữa? Ra đây, ra đây. Này, nói trong này, nói trong này, nói trong này nè. Vừa xuống cầu thang là chết liền. Lê chưa? Hàng gì mấy tập đầu á, các bạn mình chơi chế độ bình thường, hàng gì bắn dễ vãi. Cứ ra là càng sấy đạn thôi. Biết ngay mà. Biết ngay là mánh tài trong này mà. Trời má, ui dồi trời. U là trời. Nát như rạ liền. Đưa cái đầu ra đây. Chết mẹ, hết đạn, hết đúng lúc ghê luôn á. Này à, đứng đây nã tụi nó. Đứng đây sao mà tụi nó biết được. Là chờ, tiếp tục không biết tại sao. Cứ mỗi lần ra là hết đạn à. Bình tĩnh. Đây. Ha, mấy anh tài bắn ghê quá. Mấy anh châu Phi bắn ghê quá. Ủa, mấy thằng này là phải châu Phi đúng không? Mấy thằng này là Brazil, mình năm Brazil đúng rồi. Quên, mình năm bên Brazil. Đó. Lờ cái đầu ra. Bình tĩnh mà chơi. Bình tĩnh mà chơi. Nè. Ui mẹ ơi, lưu đạn. Rồi xe này sắp nổ rồi. Đợi khẩu này đi bắn cho phê. Nhìn trên tàu á. Ui trời, má đứng cái bầy chết mẹ rồi. Đây. Để vô nhai đã, tại vì cái xe sắp nổ rồi mình đứng ở đó mà là nổ chết mẹ mình luôn. Bắn nổ luôn đi. Xe nổi chưa? Má, hết hồn. Chưa nổ. Ui mẹ ơi. Có đường bên hông nè. Má. Đi lộn rồi. Mày hả mày, đứng từ sau lưng bắn tao, đứng từ sau cửa bắn tao hả? Bình tĩnh. Ui là trời, cái gì vậy? Ôi, trong này. Easy. Ui. Cứ tưởng là mình tính là đi vô cái đường này móc lốp tụi nó. Nhưng mà móc không có được. Game hay à. Rồi, các anh trai đâu? Ôi mẹ ơi, cái gì vậy? Trời ơi. Qua đây. Đó, cái anh tài mới chạy ngang qua đó. Xe chưa nổ. Biết ngay mà. Từ. Mày hả mày? Ôi trời, má tụi nó nhảy xuống kìa. Đứng dậy nè. Má máy bay nó bay kìa. À, mình nó ở cái gì? Rio de Janeiro ở Brazil á, quên tên mẹ rồi. Còn tụi nó trong này nữa. Đó, biết ngay mà. Sao mà bỏ được?
cái anh tài này mới giết mình xong, sao mình tha được. Bình tĩnh, từ từ. Cái mẹ nó bắn, sắp bắn, nó bắn trên lầu hả? Bắn lựu đạn, quăng lựu đạn hay vậy? Từ từ. Từ từ thôi, từ từ thôi. Được rồi. Nó chưa đây hả? Đây đây. Easy. Từ từ. Mỗi lần càng chuẩn bị hết đạn không? Ui mẹ ơi. Chạy vòng vòng nè. Ui mấy tụi nó đâu ra vậy? Mình tưởng quấy sạch rồi. Súng máy nè. Ba vô ca nè. Lia chưa? Ôi chết mẹ. Chết mẹ. Sorry anh trai. Chết mẹ, sorry người anh em. Bắn lộn. Áp lực quá, má xe sắp nổ rồi, bắn cho nổ đi. Một là giờ nổ, không là chút nữa mình chết á. Đây đúng không? Đấy, kiểu đứng trong cái chỗ tối vậy này. Nhưng không biết là nên không biết là chết hay chưa. Mấy ba này giúp nước sau mấy con gà nữa chứ. Đó thấy không? Kiểu không để ý kỹ là tụi nó hay đứng sau lưng giết mình lắm. Xong chưa? Đó. Má phù này rối quá. Nó còn trên nóc nhà nữa kìa, trời má nó lôi. Tụi này đâu ra mà đẻ nhiều lắm vậy? Mấy ba phiến quân này đẻ nhiều quá. Chết con gà. Bình tĩnh, không là chết nhảm đó. Đó. Thấy không? Đúng rối quá. Ủa như trong game này máu thành màu hồng mà. Máu trong game này là màu hồng á. Ui mẹ ơi. Đông quá, đông thật sự luôn á. Giờ mới không thấy luôn. Nó bắn rồi mình mới thấy nó. Bình tĩnh. Ui. Cứt rồi. Cái gì? Ai bắn vậy? Trên nóc nhà hả? Ở trên nóc nhà không? Liệt. Khoan, bình tĩnh. Dục tốc là bất đạt. Đi một tí nè. 1 mét vuông là 3 thằng địch. Bắn cái này biết chừng nào mới hết. Kiếm thì cái thằng kia đã mệt rồi, bây giờ còn thêm một đống thằng. Mình lên má, máy bay bự vậy. Chiếc này có phải là chiếc Black Hawk không ta? Diều hâu đen vậy á. Đông quá. Đông quá. Lê. Ui mẹ ơi, nó nổ kìa. Đi đâu? Đi thế này. Chạy trốn khỏi Brazil. Màu tươi quá, màu kiểu mình đúng thích. Chơi game mấy kiểu màu này, màu kiểu dày luôn á. Màu chiêu phết. Máu màu hồng nữa chứ. Kiểu màu đỏ mà tươi á. Cứu, tay đồng đội đâu. Rớt mẹ rồi.
phone phone cha rồi. Rồi rồi, lấy lấy đi, con mẹ nó, tụi nó tới rồi, tụi nó tới rồi. Chết mẹ rồi, chết mẹ rồi. Nó chạy 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 chạy. Nó chạy không có đường chỉ, nó không biết đi đường nào luôn. Đi thẳng luôn hả? U là trời, súng đâu, súng mình đâu, đứng lại bắn tụi nó. Đi nào đây. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Chết mẹ tụi nó tới rồi, tụi nó tới rồi. Có lẽ chục thằng bắn không dính mình là do tụi nó bắn ngu quá luôn á. Thiệt. Ôi mẹ ui. Tha em, tha em, tha em, tha em. 14 giây nữa, 14 giây nữa. Ngon lành. Ngon liền. Easy. Nói nhiệm vụ lần này mệt thật sự luôn á. Chắc xong rồi đó. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi tập game này. Nếu các bạn thấy hay, hãy like và subscribe ngay bên dưới, cũng như hãy comment những điều mình cần cải thiện ở các video lần sau. Ok, cảm ơn các bạn. Bye bye.